sách này. Tên Lê Anh Quang à? Quang. Tuổi 13 hay sao? 13 hay sao á? Trường à? Trường kết trường tổ. Ừ. Sở thích thì cháu không biết. Không biết à? Thế cả nhà đặt tên cho bạn này là gì? Quang gì? Quang không biết. Quang, Quang sao à? Không sao mà, Quang sao? Được chưa? Quang tổ chứ. Quang gì? Quang tèo luôn. Quang tèo. Rồi bây giờ bạn này sẽ là Quang không biết. Con số chỉ định tiếp đi. Nào cả nhà nhắc lại đầu tiên là Thái gì? Đang Hà Nội.